Alo, hello, chào mừng anh Châu trở lại với kênh review của Sơ Hội Smile. Em là Tiến. Hôm nay thì mọi người một chiếc Carnival mới về ha. Một cái mã mới từ nhà Carnival thì họ mới vừa chào em. Đây, một chiếc. Anh em nhìn qua chiếc này anh em sẽ biết giống dáng của chiếc đồng hồ nào không? Nó sẽ giống dáng y chang của một chiếc Tudor Royal ha. Anh em có thể sợ từ khóa đó để mình xem thêm. À, tiếc liếc qua thấy rồi, dáng khỏe nè. Cổ điển một xíu, nhưng mà khỏe khoắn, rất giống như chiếc BRS nào gần đây cho anh em ha, nhưng mà cũng một cái dòng nó cao hơn hẳn à, Tudor. Mà Tudor đó là gì, anh em sẽ gọi giúp em nha, có dịp em sẽ review lại kỹ hơn cái dòng Tudor Royal cho anh em. Mã này sẽ là 8112G, thì cái mã mà sau lưng xe màu ha, 102616 xe màu, cụ thể xe màu vàng tươi, demi vàng tươi và mặt số màu đen. Phiên bản này sẽ có đủ ba màu, đen, trắng, xanh dương, những màu cơ bản của dòng này. Rồi, còn về sản phẩm thì ta sẽ có, tất nhiên là đối với hãng Carnival thì họ sẽ không có làm đủ size cho anh em được. Họ sẽ phục vụ cho đại đa số thôi. Cụ thể mỗi này xe sẽ mặc là 31 nè. Độ dày 11.8 mà lớp tôi lớp thì gặp xuống hết vậy. Rồi tới hai cái nấc này thôi thì nó khoảng là 48. Đo luôn cả hai cái dây hai bên này nữa thì nó khoảng 51. Đó. Nghe sai sai sơ sơ lại kích thước này ha, dễ hình dung rồi. Rồi mình sẽ lên tay thử cho anh em coi. Em Tiến nè, đây chiếc này thì thật sự thì em đã lên chiếc Royal xe 38. Đâm ra khi mình lên chiếc này thì thấy nó, tất nhiên là nó sẽ lớn rồi mà. Và cụ thể phiên bản 41 thế này thì anh em nên có tay từ 16.5. 16 mà không đẹp đâu, phải từ 16.5, phải tròn tròn một xíu để lên dòng này. Còn em đây em 15.5 là thấy rồi đó, thấy cái mặt đồng hồ không luôn. Bản dày cũng lớn, dày 24. Rồi, còn về thiết kế ta sẽ có cái dòng này với cái bezel quan trọng nhất. Con này bezel mới cái quan trọng nhất, ta sẽ có những cái ngấn lớn phát sáng à, xong rồi sẽ mới khí nhỏ, cụ thể giờ sẽ có ba khí lớn chỉ lên trên, nó sẽ tạo hiệu ứng lấp lánh cho sản phẩm cho dù không có viên kim cương nào đi hết mà vẫn rất lấp lánh này nè. Rồi, với cổ điển xanh chắc chắn là phải có cái dòng xe lửa chạy quanh đây, nhập sữa chạy quanh. Cái chấm giờ thì sẽ có dạ quang bên trên, vị trí 3 giờ thì ta sẽ có ô lịch ngày lên nền trắng số đen, và sẽ có cái chấm giờ ngoài đây rồi, sẽ không cần cọc số nhỏ đây ha. Chiếc 12 giờ ta sẽ có hai viên pha lê, còn lại thì mỗi vạch giờ ta sẽ có được một viên pha lê trên cái nền thép màu vàng luôn để đồng bộ ha. Và cái nền thép này cũng sẽ tương tự như những cái dòng kia, ta sẽ có bốn cái chấu để giữ viên đá lại đó. Dạ quang bên trên nó lơ xanh này đó. Bộ kim này sẽ là thân lớn, đầu sẽ được bóp tròn gấp giữa cái kim để hỗ trợ bắt sáng cho anh em. Kim dây thì bình thường ha, nó cứ từ đây bóp nhọn hết phần đầu. Bây giờ anh sẽ tắt đèn để có thể dạo quang dạng này như thế nào nha. À, cũng được anh em. Em cứ nghĩ là nó sẽ tối không sáng lắm, nhưng mà đây đây là cái cửa. Vẫn lên màu xanh xanh ha. Chấm tròn nhỏ nhưng mà lợi hại ha, rất giống dòng Seiko quân đội, thấy sáng ổn á. Con này sử dụng mát Seiko luôn. Ồ, hoàn thiện của Carnival cũng được phết nha, dạ quang làm ok phết. Còn lại kim cọc thì quá ổn rồi, viền thép thì ngay cả cái màu thì bán mấy năm nay cũng chưa nghe anh em nào chê, rất giống như OB thôi. Nên là dòng sản phẩm thì hãng nhỏ thì họ làm cái giá thành cũng rất là dễ tiếp cận đấy, rất là dễ chịu thôi. Cái này đa phần là dưới 5 triệu hết nha anh em. Rồi, cái này benzo thì quá đẹp ha. Rồi cái vỏ thì ta sẽ có cái ngấn tán ở đây. Bỏ công ở đây, nhưng mà anh thấy hoàn thiện của họ nè. Cũng kiếm cái để chê cho anh em á, nhưng mà nếu mà trong tầm giá thế này thì làm như vậy thì quá ổn rồi nè. Hoàn thiện cái sớ rất là mịn nè. Cái sớ xước họ làm rất là mịn màng, rất là dễ chịu, so với cái hãng Mỹ thì có phần vượt trội nè. Rồi, bên hông xử lý bóng anh em ha, và sẽ được bỏ công. Cái phần này thì cái phần pinzo với nó thì có vẻ nó không có được chênh lệch nhiều, rồi cảm giác nó bằng nhau. Thường thì cái vỏ ra chút xíu thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ bảo vệ được cái phần pinzo của mình. Lúc 9 giờ thì sẽ có logo của hãng đây, tất nhiên sẽ mạ màu vàng chung. Dây xe dạng dây lớn ha, rồi phần lớn 24, giờ còn có 16 thôi. Đánh bóng hai chỉ bóng được mạ màu, hoặc là đánh xước hết hai bên, đánh xước ba mắt ha. Khóa xe khóa gập giữa đây, Carnival 1986, một thương hiệu cũng không phải là thương hiệu lớn lắm nhưng mà vẫn thú vị. Bởi vì nếu mà anh em muốn đầu tư một chiếc Royal Tudor thì hơn 3x, còn em này thì rẻ hơn nhiều.
Đây, ta sẽ có mã dòng 8122. Có ông này dễ ghét nhất là ông làm cái kiến. Thiệt tình luôn, chơi cái kiến mạo màu gì quê chứ. Mà mạo màu còn lem lem á. Món này sẽ sử dụng máy là NH35A với 24 chân kính ha. Chữ khắc ở đây cho anh em. Hy vọng là anh em thấy được ha. Đó, ráng quay lắm rồi đó nha. Tại kiến nó xanh xanh lên nhìn. Góc này thì nó vàng vàng. Ống nhựa hai hai lớp, lớp trên khác, lớp dưới khác nên nó ra màu vậy. Rồi, ngoài sẽ hoàn thiện sẽ là nắp ren vặn, nhưng mà trong nước họ chưa ghi là 53 ATM thôi. À, 3 ATM thôi nha. Rồi, dùng Carnival, nắp đít vặn, nắp đít ren cho anh em. Hoàn thiện sẽ đánh xước hết. Rồi, máy Seiko hoàn thiện, kính Sapphire cho anh em này nọ cũng rất là ổn áp thôi. Phiên bản thế này thì em nghĩ chắc là cũng sẽ được thị trường chấp nhận, dù sao thì họ cũng đã sản xuất số lượng và là một trong những nhà sản xuất có kinh nghiệm. Nếu mà so với cái dòng Nautilus đã được thị trường chấp nhận, còn đây của Carnival và I&W thì em nghĩ chắc dòng Royal này cũng sẽ được anh em chấp nhận. Với nhưng mà cái này dòng này thì nó sẽ hơi cổ điển hơn một xíu, nhưng đảm bảo với anh em nó vẫn rất là ổn áp nha, hoàn thiện tốt, đặc biệt thì quá ổn lên em chơi rồi. Rồi em Tiến xin chân thành cảm ơn các anh em đã lựa chọn xem video của Smile trong hàng triệu video ngoài kia. Xin phép hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye.